Hiện các địa phương An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và một số tỉnh miền Tây đang căng mình, ráo riết truy tìm, lần theo dấu vết nhóm người vượt trái phép qua biên giới An Giang. Cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 người, trong đó có 2 ca nhiễm, bệnh nhân 1440 và bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. 3 người chưa tìm được tung tích và một số người đi cùng chiếc xe với bệnh nhân 1440. Sáng ngày 29 tháng 12, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết, kết quả xét nghiệm của nữ hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh nhân 1440 đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, nữ hành khách này được theo dõi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sáng nay, ban chỉ đạo đang họp khẩn về tình hình dịch bệnh. Nữ hành khách này đã dương tính lần 1 rồi, ông Hai nói. Trước đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng tìm nữ hành khách này ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, khi được xác định đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1440 hôm 24 tháng 12. Ngay sau khi phát hiện nữ hành khách, ngành chức năng khẩn cấp cách ly, đồng thời điều tra dịch tễ, phát hiện các trường hợp tiếp xúc gần. Qua điều tra, truy vết, nữ bệnh nhân có tiếp xúc gần với 4 người trong gia đình. Như đã thông tin qua lời khai của lái xe 16 chỗ, xe từ thành phố Hồ Chí Minh về và đón bệnh nhân 1440 cùng với nữ hành khách mặc áo đen, quần sọt trắng, đón xe tại ngã tư Long An về Vĩnh Long. Trong quá trình di chuyển về Vĩnh Long, xe chở bệnh nhân 1440 có ghé tại trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong khoảng thời gian 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút ngày 24 tháng 12 để ăn sáng. Sau khi ghé trạm dừng chân Minh Phát, thì nữ hành khách nói trên không đi cùng bệnh nhân 1440 nữa, mà đón xe khách khác di chuyển về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết đã tìm thấy người đàn ông tên K liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam, ở quận 9. Cụ thể, người này được phát hiện tại một xưởng gỗ ở phường Long Bình. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa người này và những người tiếp xúc gần đi cách ly. Trước khi ra khai báo, bệnh nhân 1451 do không có triệu chứng đã đi và tiếp xúc ở nhiều nơi. Các cơ sở kinh doanh tại quận 5, quận 8 buộc phải đóng cửa để tiêu độc khử trùng. Điều này cho thấy các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 60 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451, trong đó 23 trường hợp tiếp xúc gần và 37 trường hợp tiếp xúc khác. Các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Hiện 31 trường hợp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện ra 2 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm virus SARS-CoV-2, chúng ta đã nhanh chóng tiến hành cách ly, truy vết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc điều tra phát hiện các đối tượng tiếp xúc gần F1 đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Đắc Phu cho rằng, việc cần làm ngay là các cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương truy tìm các trường hợp F1. Bởi nếu không truy vết, khoanh vùng được các F1, trong trường hợp F1 dương tính, có thể trở thành F0 và lây lan ra cộng đồng là điều rất nguy hiểm. Theo nhận định của cơ quan chức năng, Tết Nguyên Đán đang đến gần nên nhu cầu của người dân từ nước ngoài về ăn Tết rất lớn. Cùng lúc này, dịch COVID-19 ở nhiều nước, nhất là ở Thái Lan, bùng phát trở lại cũng khiến nhiều người dân càng mong muốn tìm về Việt Nam. Trong khi các đường nhập cảnh chính thức bị hạn chế để phòng dịch, đã đẩy nạn nhập cảnh trái phép tăng cao.